Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 15 tháng 4 năm 2018. Quý vị và các bạn, trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 4, Chúa Nhật thứ ba phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 20. Giáo dân tham dự vào nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô, phần tiếp theo. Các bậc cha mẹ tham dự vào nhiệm vụ thánh hóa bằng cách sống đời sống phu phụ theo tinh thần Kitô giáo và lo cho con cái được hưởng nền giáo dục Kitô giáo. Các giáo dân, nếu có những phẩm chất đòi phải có thể được chấp nhận lãnh các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ một cách bền vững. Ở đâu nhu cầu hội thánh đòi hỏi, vì thiếu thừa tác viên, các giáo dân, dù không có chức đọc sách và giúp lễ, cũng có thể làm thay một số việc của các thừa tác viên, cụ thể là thực thi thừa tác vụ lời Chúa, chủ tọa các buổi đọc kinh phụng vụ, ban phép rửa và cho rước lễ theo các quy định của giáo luật. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 902 và 903. 16. Thứ hai. 17. Thứ ba. 18. Thứ tư. 19. Thứ năm. 20. Thứ sáu. 21. Thứ bảy, Thánh Anselmo, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 22 tháng 4, Chúa Nhật thứ bốn phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ bốn. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba phục sinh năm B. Sống lại dương thế cùng hoàn ca, hãy vui lên muôn người chân cùng hát bài ca phục sinh, vì Chúa Trời đất hiền thần cho đời này Ngài đã phục sinh. Chúa ra khỏi mộ, thiên sứ loan tin rằng là Chúa đã sống lại, cùng đưa tin vui nhanh vào mau đi đến nơi đất Galilê. Chúa người đang chờ vì Ngài đã phục sinh. Chúa đã sống lại dương thế cùng hoàn ca, hãy vui lên muôn người chân cùng hát bài ca phục sinh, vì Chúa Trời đất hiền thần cho đời này Ngài đã phục sinh. Hãy đi giao truyền muôn nước trên địa cầu rằng Chúa Cha nhân hiền, Ngài yêu thương dương gian, người con chi ai, Ngài hiến cho con người xóa tội gian trần, và nay đã phục sinh. Chúa đã sống lại dương thế cùng hoàn ca, hãy vui lên muôn người chân cùng hát bài ca phục sinh, vì Chúa Trời đất hiền thần cho đời này Ngài đã. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày vui mừng của mùa phục sinh.
Bài ca nhập lễ đã hướng chúng ta lên cùng Chúa Giêsu, Đấng đã phục sinh từ cõi chết, đem lại cho nhân loại ơn cứu độ và bình an. Xin cho chúng ta đón nhận trọn vẹn hồng ân cao quý này qua việc cử hành thánh lễ, và đồng thời xin cho tất cả chúng ta cũng trở nên dấu chỉ niềm vui và ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Giờ đây, trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta cùng nhau thành tâm và khiêm tốn ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng sẽ được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, con của Ngài, Đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh,
đấng công chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em. Còn đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xóa bỏ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô, đấng công chính, làm chạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta, không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Nếu ai nói mình biết Người mà không giữ các giới răn Người là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời thánh kinh. Xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang đứng bàn chuyện, thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con, này thầy đây đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ và mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ. Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-sen và trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mấy tuần lễ nay, phụng vụ đã hướng chúng ta đến một niềm vui tột đỉnh, đó là cử hành việc Chúa Giêsu vượt qua cái chết, chiến thắng tội lỗi và phục sinh vinh hiển. Trong các nhà thờ đều treo cái bảng mừng Chúa phục sinh. Và các bài tin mừng khi nói về việc Chúa hiện ra với các môn đệ, thì việc đầu tiên là người ban bình an cho các môn đệ. Trong khi mà chúng ta cử hành mầu nhiệm phục sinh và đón nhận bình an của Chúa Kitô phục sinh, thì ở trên thế giới này lại đang xảy ra biết bao nhiêu điều bất an. Mấy hôm nay chúng ta thấy trên các kênh phương tiện truyền thông chứng kiến chiến tranh đang nổ ra giữa Mỹ, các nước đồng minh và Syria. Và có một lần Đức Thánh Cha Francisco đã nói chiến tranh thế giới thứ ba đang xảy ra từng phần ở nơi này hay nơi khác. Và khi chiến tranh xảy ra thì điều gì tiếp theo đó? Đó là sự chết chóc, sự chia rẽ, sự mất mát, thương tích và bất an. Những người còn đang sống thì sống trong cảnh bất an, và vì thế mà nhà của họ cũng luôn luôn phải đóng cửa vì sợ bom mìn lạc vào. Và điều này làm cho con nhớ lại 2000 năm trước, trong một căn nhà
nơi các tông đồ ở, cũng đã từng đóng kín như vậy. Và Kinh Thánh nói, vì sợ người Do Thái. Các tông đồ đã sợ những người Do Thái, bởi vì họ đã bắt được thầy mình. Họ đã kết án, họ đã đóng đinh, giết chết thầy mình. Thì giờ đây, những người đó sẽ đi tìm các tông đồ để rồi tiếp tục kết án, bắt bớ và giết chết. Vì thế mà các ông sợ. Cái nỗi sợ hãi đó đã bao trùm lên các ông và làm cho cửa nhà của các ông luôn luôn đóng kín và sống trong tăm tối. Một cái sự tăm tối và bất an ập lên đầy trên các tông đồ. Nhưng Chúa Giêsu phục sinh, người đã thấy điều đó. Người đã đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho các con. Bình an cho các con khi mà Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong cộng đoàn của các ông. Bình an cho các con khi mà ánh sáng phục sinh hiện diện để xua tan bóng đêm của tội lỗi, xua tan bóng tối của sự bất an, của sự sợ hãi. Và chính cái ánh sáng phục sinh đó, chính niềm vui và sự bình an của Chúa Kitô đã làm cho các tông đồ từ những con người sợ sệt mà hôm nay bài đọc 1 chúng ta vừa nghe Thánh Phêrô đã trở thành những con người loan báo tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Ông không còn sợ hãi gì nữa. Và cái chết cũng không làm chùn bước người môn đệ của Đức Kitô. Điều gì đã làm cho ông được can đảm như vậy, nếu không phải rằng ông xác tín Đức Giêsu Kitô, đấng mà ông đi theo, đấng mà ông tôn thờ, nay đã phục sinh, nay đã sống lại vinh hiển. Và hình ảnh của Đức Giêsu phục sinh đó không còn là ma nữa, bởi vì nó đã được ánh sáng chiếu soi vào rồi, bởi vì đã được chính Đức Giêsu đã cho các tông đồ xem tay, xem cạnh sườn và xem thấy một đấng phục sinh thực sự vinh hiển đang ở giữa các ông. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như thế thì chúng ta là những người đã tiếp bước các tông đồ, và là những người đã tin vào Đức Giêsu Kitô, không phải là tin vào một con người Giêsu chết trên thập giá nữa, nhưng mà tin vào con người Giêsu chết rồi đã được phục sinh vinh hiển. Và sự phục sinh đó làm cho chúng ta được tự hào. Sự phục sinh của Chúa Kitô là hy vọng cho chúng ta. Bởi vì vậy mà ngay sau đây, khi mà Kinh Tin Kính chúng ta cất lên, thì chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu phục sinh, nhưng đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng xác loài người của chúng ta ngày sau sẽ sống lại. Chúng ta được hưởng, được thừa hưởng cái sự phục sinh của Chúa Kitô là sống vĩnh cửu và sống bình an, sống hạnh phúc ở trong nước thiên đàng. Nhưng mầu nhiệm phục sinh đó, niềm vui của Chúa phục sinh đó, bình an của Thiên Chúa đấng đã bị đâm thâu đó, không thể giữ riêng cho mỗi người chúng ta.
Nhưng Chúa Giêsu đã cho các tông đồ biết sau khi họ xác tín đấng đã bị đâm thâu nay sống lại phải làm chứng cho Thầy. Các con sẽ là chứng nhân cho Thầy. Các tông đồ đã trở thành chứng nhân cho Đức Kitô, đã trở thành nhân chứng cho nước trời. Và lời mời gọi đó vẫn được vang vọng, vẫn được kêu mời nơi tất cả chúng ta. Chúng ta hãy mở cửa lòng mình ra để cho ánh sáng phục sinh chiếu soi vào trong tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta hãy đón nhận Chúa Kitô phục sinh để Ngài biến đổi chúng ta trở thành những con người của niềm vui, những con người của bình an và trở nên dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin Kinh Một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh Một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã chết để nên của lễ đền tội cho thế gian và đã sống lại để ban cho nhân loại sự sống mới thần linh. Chúng ta hân hoan chúc tụng Đức Kitô, đấng là nguồn mạch sự sống, và dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin. Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Xin cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt các nhà truyền giáo, được đầy sức mạnh của Chúa phục sinh để kiên trì rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan trên chúng con. Xin cho các công nhân viên chức công giáo biết làm việc với lương tâm chân chính và tinh thần trách nhiệm để tỏa sáng niềm tin Kitô và mang lại thiện ích cho mọi người.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. Xin cho các bạn trẻ năng đọc, suy gẫm và thực thi lời Chúa, để khuôn đúc đời mình theo gương mẫu Chúa Giê-xu và giúp các bạn bè định hướng cuộc đời theo những giá trị trường tồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Giê-xu hiện ra đứng giữa họ. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhận biết đấng phục sinh đang hiện diện trong thánh lễ này, để nhờ gặp được người mà đời sống đức tin ngày thêm vững mạnh và trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Kitô sống lại để mang đến cho chúng con ánh quang chân lý và sự bình an. Xin giúp chúng con luôn can đảm sống theo lời chỉ dạy của con Chúa, để ánh sáng và sự bình an của Chúa được lan tỏa đến nhiều người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này. Chúng con càng hạnh diện tung hô Chúa,
khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người, con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người, chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của người, chúng con được phục sinh. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nháy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Antonio chúng con, các Đức Giáo Mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Hóa nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hòa quê lũy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phụng sinh, cùng nhau ta hát Hosanna. Chúa đã sống lại, người ơi reo lên tình ca phục sinh, alleluia, đồng thanh ta hát cùng ta. Chúa đã phục sinh, hoàng vinh Chúa ta thương ta, người đã hiến mình. Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước
phúc thiên đường trong sáng nên thơ. Chúa đã sống lại vì thương anh đó. Thôi hãy vui lên người ơi, cùng nhau ta hát Hallelujah. Chúa đã sống lại hồi nay. Người ơi reo lên tình ca phục sinh Alleluia. Đồng thanh ta hát cùng hát, Chúa đã phục sinh quang vinh. Chúa ta cùng ta người đã hiện hình. Phong trần nhân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát Hallelujah. Chúa đã sống lại hồi nay. Người ơi reo lên phục sinh Alleluia. Đồng thanh ta hát cùng hát, Chúa đã phục sinh quang vinh. Chúa ta cùng ta người đã hiện hình. Cùng nhau ta hát cùng hát, Chúa đã sống lại hồi nay. Người ơi reo lên phụng sinh Alleluia. Đồng thanh ta hát cùng hát, Chúa đã phụng sinh quang vinh. Chúa ta Alleluia, người đã hiện hình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Như vương thiên đàng hãy vui mừng, Alleluia, Đức Mẹ đã đáng cứu ban trong lòng, Alleluia. Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Alleluia. Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi, Alleluia. Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria hãy hoan vui mừng, Alleluia, vì Chúa đã sống lại thật, đã sống vì lại Chúa thật. Đã sống lại thật, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lạy
như lời đã phán hứa. Alleluia, xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi. Alleluia, lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hy hoan vui mừng. Alleluia, vì Chúa đã sống lại thân, vì Chúa đã sống lại thân. Alleluia, Alleluia. Chúng con trong cậy đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lang. Thần Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh đất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Chúng ta cần phải trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong. Bước vào trong các vết thương của Chúa là chiêm ngưỡng tình yêu vô bờ, vọt ra từ trái tim Ngài là sờ mó được tình yêu thương xót của Ngài, là đấng luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng mùng 8 tháng 4 vừa qua, Chúa Nhật lòng Chúa thương xót trước thềm đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 60 hồng y, tổng giám mục, giám mục và 550 linh mục thừa sai lòng thương xót Chúa. Quảng diễn trình thuật tin mừng kể lại biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các tông đồ có sự hiện diện của ông Tôma, là người không chỉ muốn trông thấy Chúa mà còn lấy tay sờ vào các vết thương của khổ nạn của Ngài nữa. Đức Thánh Cha ghi nhận động từ trông thấy được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đức Thánh Cha nói, xem ra Phúc Âm muốn nói với chúng ta rằng các môn đệ đã nhận ra Chúa qua các vết thương của Ngài. Ông Tôma cũng đã muốn trông thấy dấu đanh trong các tay của Chúa, và ông tin sau khi đã trông thấy. Rồi Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải cảm ơn tông đồ Tôma vì ông đã không chỉ bằng lòng nghe các người khác nói rằng Chúa Giêsu sống và trông thấy Ngài bằng xương bằng thịt, mà ông đã muốn trông thấy bên trong, lấy tay sờ vào các vết thương là các dấu chỉ tình yêu của Chúa. Thánh lễ kết thúc với kinh lạy nữ vương thiên đàng và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong các ý chỉ nói trên, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng. Regina Celi Letare, Alleluia. Quia quem me ruisti portare, Alleluia. Resurresti sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet Letare Virgo Maria, Alleluia. Via surrexis Dominus vere, Alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum Nostrum. Amen. Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sua nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng và kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Chúa Nhật mùng 8 tháng 4 vừa qua, Chúa Nhật về lòng thương xót của Chúa tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.